Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay lại với kênh YouTube Đức Nguyễn TV, Instagram là Cá Bụng Đói và TikTok là Cá Bụng Đói. Và hôm nay mình sẽ dẫn các bạn đi ăn những món màu xanh thơm ngon tại Sài Gòn nhưng không có trà xanh nhé. Toàn là những món dân dã mà ngon tê tái, nhìn mát con mắt. Mở đầu video là một món màu xanh mà đảm bảo chị em ai cũng thích, không ai dám ghét, đó là xoài non chấm món ruốc xào. Nói tới đây thôi là nước miếng chảy không ngừng rồi. 1/50k ở đây á, là bán cả một hộp xoài đầy xoài non thế này luôn và gồm một hũ mắm ruốc xào quá rẻ. Mở hộp xoài ra là cảm giác thèm thuồng dâng trào từ bên trong. Mở thêm hũ mắm ruốc nó thơm tê tái tận con tim, double kill liền. Lấy một miếng xoài xanh chấm và mắm ruốc, hỡi cao xanh ơi thứ gì mà chịu nổi. Xoài xanh giòn hơi chua nhẹ kết hợp và là mắm ruốc xào thơm ơi là thơm, cay cay mặn mặn ngọt ngọt bao phê. Tập luyện cơ tay nào, 1 chấm nhấc lên là xỉu ngang, 2 chấm nhấc lên là xỉu dọc, 3 chấm nhấc lên là bất tỉnh. Ta nói ăn không điểm dừng luôn. Ngào một nổi á, là bắt đầu nói tê tê là thèm nước đá mà không dám uống. Buồn ghê. Mình mua món này ở đường Mai Chí Thọ khúc này nhé. Trước cái tòa nhà to to mới xây á, có một chú bán và chú bán tầm khoảng là 15 giờ chiều đến tầm khoảng là 21 giờ hoặc là hơn, tùy theo là còn hàng hay là hết hàng. Ở đây có bán là cả xoài đã gọt sẵn và là xoài non chưa gọt, nên là tùy theo các bạn muốn ăn cái nào thì cứ mua nhé. Chè Thạch Xanh độc nhất vô nhị tại Sài Gòn, không tìm được quán thứ hai. Quán Chè Thạch Xanh Phượng Hồng nằm ở số 91 Lý Thường Kiệt, quận 11, mở từ 18 giờ đến 21 giờ và 16.000 một ly. Mình nghe danh đã lâu rồi nhưng mà bây giờ mới có cơ hội được ăn. Màu xanh của thạch vô cùng là bắt mắt luôn. Một ly sẽ có thạch xanh, bên trong là nhân dừa, đậu xanh đánh màu xanh, thạch sợi màu xanh và chỉ có nước cốt dừa là màu trắng. Ăn kèm với món này là đá bào, nhưng mình nhà xa quá, về tới nhà thì đá bào tan hết rồi nên mình đã mua đá bi để thay thế. Ta nói phần thịt nó giòn rụm, ngọt vừa phải, cái đậu xanh đánh nhuyễn màu xanh nó ăn cực kỳ là bắt vị luôn, kiểu nó mềm, béo và nó thơm lắm. Nước cốt dừa béo thơm vừa đủ. Phần chè này mà ngon á, là quyết định gần như là 70% là nhờ nước cốt dừa. Nói chung là ăn mát lắm. Ly của mình mua là 20k rồi á, mà mình ăn vẫn muốn ăn thêm. Kiểu nó không ngọt cắt cổ, không ngán, vừa miệng vô cùng. Một món màu xanh ngon quá trời ngon, đó là chuối nếp nướng màu xanh cốt dừa, nằm ở số 7/1 Trần Đình Trọng, quận 11, mở từ 6 giờ đến 18 giờ và 15k một phần. Màu xanh của chuối nếp nướng nhìn vô cùng là bắt mắt, nướng trên bếp than trông nó ngon quá chừng. Màu xanh là được làm từ lá dứa chứ không phải là trà xanh, nước cốt dừa màu xanh luôn, bịch rất là đầy đặn. Đổ nước cốt dừa từ từ vào phần chuối nếp nướng, chao ôi nó phát thèm từng cơn quá hấp dẫn. Cái màu sắc này ai cũng phải mê là chính xác, tươi mới và mát con mắt. Phần chuối thơm, béo, ngọt, ăn rất là vừa miệng luôn. Nếp nướng vừa tới, dẻo thơm, đưa muỗng tới tắp. Phần nước cốt dừa béo thơm luôn, ăn rất là ngon, có bột bán nhai vui miệng. Nhìn em nói chảy mà tim mình cũng muốn chảy theo luôn. Món gì mà thơm quá trời thơm, béo quá trời béo, ngon quá trời ngon, nên ai cũng phải thích là chuẩn rồi. Mà mình nghĩ là mỗi người nên ăn 1 phần bịch nước cốt dừa là đủ, dù có mua 2 trái nha, chứ mà ăn 2 bịch là hơi ngán đó. Mình cũng là người thích ăn béo nhưng mà mình không thể nào control nổi là 2 trái chuối và 2 bịch nước cốt dừa trong một hộp. Chè bánh lọt đặc biệt số 1 tại Sài Gòn, mình ăn mà mình mê cái sợi bánh lọt ở đây. Địa chỉ nằm ở 51A Lão Tử, quận 5, mở từ 13 giờ đến 18 giờ và 15k một ly. Mới bước vào quầy của cô là thấy màu sắc sặc sỡ tươi vui, đỏ, xanh, vàng, trắng. Đặc biệt là cái thau bánh lọt nhìn mát con mắt. Một ly chè bánh lọt sẽ có là thịt trắng, đậu xanh, hột lựu, bánh lọt và nước cốt dừa. Thiệt sự luôn, ăn một miếng là mát lạnh bất ngờ. Cá bánh lọt được để trong thau nước đá nên nó mát lạnh lắm luôn. Mình mới bỏ vào miệng thôi mà cảm giác nó mát lạnh vui miệng vô cùng. Nuốt thẳng vào trong là chạy tới đâu mát lạnh tới đó. Đậu xanh đánh nhuyễn nguyên chất, cái hạt đậu xanh nó còn vương vấn được hương thơm. Nước cốt dừa béo thơm, có cái đặc biệt là còn có vị mặn nơi đầu lưỡi. Thịt trắng hột lựu giòn sực sực làm tròn nhiệm vụ của nó. Nói chung lại là mình mê sự tươi mát ở đây quá chừng luôn. Các bạn đến đây ăn thì nên đi tầm khoảng 2 giờ nha, chứ mà đi sớm quá là chợ sáng chưa dọn xong, mình chui vào bên trong để ăn rất là mệt.